Nam sinh vẽ cô gái trên tờ giấy nháp trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 nhận học bổng đại học. Từng gây sốt cộng đồng mạng với bức vẽ chân dung cô gái trên tờ giấy nháp môn toán trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Nam sinh Bùi Phi Long, học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông Đống Đa, Hà Nội, xác nhận mình nhận được học bổng 30%, tương đương với 31 triệu đồng một năm của một trường đại học ở Hà Nội. Nam sinh này hiện vẫn đang trong quá trình chờ kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Long dự định xét tuyển vào ngành thiết kế nội thất hoặc hội họa của trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Nam sinh này hiện vẫn đang trong quá trình chờ kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Long dự định xét tuyển vào ngành thiết kế nội thất hoặc hội họa của trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Chia sẻ về phần học bổng này, Long cho biết mình sẽ cố gắng để theo học song song cả hai trường để không bỏ lỡ cơ hội. Trước đó, sau khi kết thúc môn toán của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Phi Long bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ bức vẽ cô gái cực đẹp được thực hiện trên tờ giấy nháp. Phi Long cho biết mình đã thực hiện bức vẽ trong giờ làm bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 môn toán ngày 28 tháng 6. Được biết, Phi Long bộc lộ đam mê đặc biệt với bút màu và có những đường nét từ khi lên 4 tuổi. Đến nay thì cậu đã có cho mình bộ sưu tập 500 bức vẽ gồm nhiều thể loại khác nhau, bao gồm tranh phong cảnh, chân dung, ký họa, vân vân.